Âm thanh HD Audio xin chào tất cả mọi người. Sau đây em xin giới thiệu tới mọi người một bộ mic không dây được anh em đại lý và anh em thợ lắp phòng karaoke đặc biệt tin tưởng. Đây là dòng mic mang thương hiệu HD Audio. Đây là thương hiệu độc quyền của bên em. Đây là model HD100, HD Audio Professional HD100. Đây là sản phẩm tâm huyết của bên em. Đấy. Đây là từ những chi tiết nhỏ nhất cũng được làm trau chuốt cẩn thận. Sản phẩm này được anh em đánh giá rất là cao và trong quá trình thử nghiệm thì không xảy ra bất cứ cái trục trặc gì. Nên là sau một thời gian thì hôm nay em mới giới thiệu tới mọi người để có thể bán đại trà cũng như là cho mọi người dùng nó được yên tâm. Sau đây em sẽ giới thiệu bên trong của cái mic HD. Như mọi người nhìn thấy, đây là cái đầu thu HD100. Mọi người có thể nhìn thấy nó cái mặt gương rất là sáng bóng, rất là đẹp. Còn đây là mặt sau. Những phụ kiện đi kèm theo thì bao gồm có dâu mic này, dây mic từ đầu thu để ra vang số này, hoặc là âm ly này, một cái adapter này, pin này, hai cái tai để bắt vào các cái nắp máy này. Những cái này thì những ai dùng gia đình thì không cần tới những cái đó. Và những cái mà cái quan trọng nhất và những cái đáng chú ý nhất nó là cái tai mic. Tai này được làm bằng nhôm đúc và mạ nên là cái lớp này nó rất là khó bong. Cái này nó lại còn chống bám vân tay này. Mọi người có thể nhìn thấy thoải mái. Đây mic của HD Audio. Mọi người nhìn kỹ nhé, kể cả là từ cái giọ này cũng được làm hai lớp, lớp trong lớp ngoài, lưới dày và lưới mỏng. Mic này có chế độ tự ngắt sau 3 giây. Khi mà chúng ta đặt xuống như thế này, đấy, khi chúng ta đặt xuống như thế này thì nó sẽ tự ngắt sau 3 giây. Và tự tắt sau 5 phút. Cái mic này có ưu điểm là độ nhạy rất là cao nên là chúng ta hát nó không mệt. Tiếng hát nó nhẹ, giọng nó trung thực. Và cái sóng nó ổn định. Và cái sóng của mic này là đo được là từ 100 m trở lại. Thì nếu chúng ta dùng gia đình ấy thì không nên quan tâm đến cái vấn đề là 100 m hay 200 m, 300 m. Cái đó không nên quan tâm. Vì là khi mà dùng gia đình ấy thì mọi người để ý là chúng ta chỉ cần hát khoảng 20 m. Đi xa hơn là tiếng loa nó đã yếu rồi. Nó đã ảnh hưởng sang các bên cạnh rồi. Chẳng có ai mà đi ra tận ngoài sân hoặc đi ra tận đường để mà hát karaoke trong nhà, đúng không? Thế nên là cái sản phẩm này không tập trung mạnh vào sóng xa, khoảng 200 mét là không phải. 100 mét đổ lại, nhưng nó tập trung vào cái chất âm và các cái tính năng cũng như là
cái độ ổn định. Mic này thì rất là bền và tiết kiệm pin. Em đã thử rất là tiết kiệm pin. Giảm rú rít rất là tốt. Thì trên đây là video em giới thiệu qua tới mọi người cái mic HD100. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi thắc mắc có mọi người có nhu cầu thì xin liên hệ qua hai số hotline 0987 630 409 hoặc 0777 300 400. Thay mặt HD Audio em xin cảm ơn tất cả mọi người.